Bí quyết biến tế bào ung thư thành tế bào bình thường là ở đây. Hàng ngày, cơ thể bất kỳ ai cũng đều có thể sản sinh ra các tế bào ung thư. Căn bệnh này có nguy cơ trở thành đại dịch trong tương lai khiến ai cũng lo sợ. Nhưng thực ra, bạn hoàn toàn có thể đảo ngược lại tình thế, tiêu diệt những tế bào ung thư ngay từ khi còn trong trứng nước. Kỳ thực mỗi ngày cơ thể mỗi người có thể sản sinh từ 7 đến 8.000 tế bào ung thư. Nhất là khi lo âu, tức giận và áp lực sẽ làm tế bào ung thư tăng nhanh đáng kể. Nhưng các nhà nghiên cứu thấy rằng khi tâm trạng vui vẻ, ăn nhiều các loại thực phẩm chống ung thư mỗi ngày có thể loại bỏ các tế bào ung thư. Các loại thực phẩm này có thể giải độc và thay đổi cơ bản thể chất của cơ thể. 1. Ngũ cốc và rau củ quả giúp cải thiện thể chất cơ bản và thải độc tố. Danh sách các thực phẩm chống ung thư đã được nghiên cứu khá kỹ càng. Mỗi loại có thể nhắm vào một loại ung thư chuyên biệt. Quả chanh phá hủy 12 loại tế bào ung thư như ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư phổi và ung thư tuyến tụy. Khoai lang giải độc tố tốt nhất. Tỏi điều trị ung thư dạ dày. Đậu nành hỗ trợ điều trị ung thư cổ tử cung. Nấm kim châm điều trị ung thư cổ tử cung. Súp lơ hỗ trợ điều trị ung thư tuyến tụy. Cải bó xôi điều trị ung thư phổi. Tảo biển điều trị ung thư vú. Măng tây điều trị ung thư da. Súp lơ trắng điều trị ung thư bàng quang. Đậu tương non điều trị ung thư vú. Quả biện quất điều trị ung thư vú. Hạt dẻ cười phòng bệnh ung thư phổi. Cà chua chín điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Ăn nhiều các loại thực phẩm có chứa các chất này để làm cho các tế bào ung thư trong cơ thể sẵn sàng chìm vào giấc ngủ say. Ngoài ra còn có rất nhiều nữa, ví dụ như cà ri, hạt tiêu, gừng, chả xanh, nho, tỏi, bông cải xanh. Chúng đều là rau quả, chứ không phải những đồ ăn công nghiệp như bánh kẹo, bim bim hay xúc xích. Và nếu bạn kiếm được nguồn rau quả tự nhiên thì đó là tốt nhất. 2. Bổ sung oxy. Mỗi tế bào trong cơ thể đều cần có đủ oxy để hoạt động một cách tối ưu, trong đó bao gồm cả loại bỏ những nguy cơ sinh bệnh. Lối quen sống ngày nay khiến nhiều người lâm vào trạng thái mệt mỏi kinh niên. Nhưng một khi được cung cấp đủ oxy, tình trạng sức khỏe được cải biến hẳn. Nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy tế bào ung thư phát triển cực kỳ thuận lợi trong điều kiện thiếu oxy. 3. Tâm trạng vui vẻ. Tế bào cũng vui vẻ. Khi tâm trạng con người vui vẻ, các tế bào sẽ rất tròn và trơn, giống như thanh niên tuổi 18. Ngược lại khi chúng ta tức giận, tế bào sẽ giống như ông lão 80 tuổi, già hóa và ốm yếu. Một vị tiến sĩ y khoa, tốt nghiệp khóa đầu tiên của một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan, sau khi dùng máy cộng hưởng từ cho bệnh nhân xong, liền căn chỉnh vị trí gan của mình và tự kiểm tra cho mình. Kết quả cho thấy một khối u trong gan. Ông rất sốc và tuân theo phác đồ điều trị thông thường của Tây y như hóa trị liệu, xạ trị. Nhưng ông vẫn luôn bị ám ảnh tâm lý và chỉ sống được 3 tháng rồi qua đời. Bác sĩ Ngô Vĩnh Trí mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Thì ngược lại, ông đã áp dụng chế độ ăn chay, 90% thực phẩm là sống hoàn toàn và 10% là thực phẩm đã nấu chín. Mỗi ngày, ông đều đặt uống 6 cốc nước ép rau củ quả lớn 1/2 lít, với các loại rau củ chính hợp thành bao gồm cà chua, cà rốt, rễ cây củ cải đỏ. Món ăn chủ yếu trong bữa ăn là các loại rau củ quả, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi ngày đi đại tiện 3 lần. Ông kiên trì áp dụng cách ăn uống và phương thức sinh hoạt nghỉ ngơi này trong vòng nửa năm, khối u đã biến mất hoàn toàn không dấu vết gì. Bác sĩ Ngô cho biết, chỉ bằng việc dùng máy xay sinh tố, xay những loại rau củ quả trên thành nước, sẽ làm cho các yếu tố sinh hóa thực vật có chứa trong chất xơ và hạt của các loại rau củ quả này được hoàn toàn giải phóng, có tác dụng chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do.
Mỗi ngày ông uống 2 cốc nước rau củ quả này làm bữa sáng. Trước khi ăn trưa 1 giờ lại uống 1 cốc nữa. Buổi tối ông dùng các loại cà chua, cà rốt, rau mầm trở thành món salad bác sĩ Lý Phong, đến từ khoa bệnh học của trường đại học ở Đài Loan, bị mắc bệnh ung thư hạch. Những người bị bệnh như cô, hoặc là sống trên giường bệnh hoặc sớm qua đời. Nhưng ngược lại cô lại có thể sống một cách rất khỏe mạnh. Bí quyết của cô đó là mỗi ngày đều leo núi hít thở không khí là phương pháp vận động bổ khí tốt nhất, và đọc kinh Phật. Có một điều quan trọng nhất trong phương pháp sống của cô đó là không phiền muộn. Ngược lại, một người bạn của cô, sau khi bị một cú sốc lớn về tinh thần khi biết mình bị ung thư hạch, sau 11 tháng bị bệnh tật dày vò, chiến đấu giành lại sự sống tại một bệnh viện ở Đài Loan, đã không qua khỏi. Các tế bào ung thư thường nhăn nheo, co lại rúm gió. Bằng việc ăn các loại ngũ cốc và rau củ quả thích hợp, cộng với vận động bổ sung khí oxy và tăng cường sống một cách vui vẻ, lạc quan, có thể biến tế bào ung thư trở thành tế bào tròn nhẵn như bình thường.